Siêu thị điện máy Vico xin kính chào quý vị và các bạn. Với những người yêu thời trang, doanh nhân hay có nhịp sống bận rộn thì việc giặt giũ quần áo thường gây ra nhiều phiền toái. Thử tưởng tượng việc bỏ một chiếc áo sơ mi vào một chiếc quần âu hay một chiếc đầm dạ hội vào chiếc máy giặt thông thường, bạn sẽ nhận lại những gì? Bạn sẽ phải vất vả là xếp ly lại cho chiếc quần hay tỉ mỉ kéo lại từng sợi vải cho chiếc đầm. Vâng, và giờ đây mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với sự ra đời của tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler. Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler với thiết kế dành riêng cho những trang phục đòi hỏi khâu chăm sóc, bảo quản tỉ mỉ, cẩn thận như những bộ vest, váy dạ hội, các loại váy chất lượng cao cấp, áo khoác dạ, áo len hoặc quần áo trẻ em, thú bông, chăn ga thường xuyên được khử khuẩn. Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế khá độc đáo và thông minh. Thoạt nhìn với vẻ bề ngoài của sản phẩm này, bạn sẽ rất khó tin rằng đây là một chiếc máy giặt bởi nó giống như một chiếc tủ quần áo hơn. Sản phẩm cao 185cm, rộng 44,5cm và sâu 58,5cm. Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler này sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn. Tiết kiệm thời gian và không gian làm sạch, làm khô quần áo. Trong vòng 60 phút, quần áo của bạn không chỉ được làm sạch mà còn được làm khô hoàn toàn. So với các máy giặt khác, thời gian để giặt sạch, phơi hay là khô là khá mất thời gian. Giặt sạch được nhiều loại vết bẩn, mùi hôi. Thích hợp với nhiều chất liệu vải, có giặt bằng hơi nước, không sử dụng lồng quay như máy giặt thông thường nên quần áo luôn được vệ sinh sạch sẽ mà không lo bị sờn, rách. Làm mới quần áo, làm phẳng và tạo nếp cho quần âu. Hơi nước thẩm thấu và làm mềm từng sợi vải, hết nhăn nhúm, giúp quần áo của bạn luôn như mới. Ngoài ra, LG Styler có chức năng làm phẳng và tạo nếp cho quần âu. Sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, dù trời nắng hay trời mưa, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler luôn giặt sạch, làm khô và tạo hương thơm mát nhất cho quần áo. Đặc biệt trong những ngày nồm ẩm, mưa nhiều, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler là trợ thủ đắc lực cho nhiều chị em trong gia đình. Ngăn chặn một số bệnh liên quan đến hô hấp, hết nước nóng sẽ tiêu diệt sạch vi khuẩn, nấm và các chất gây dị ứng bám trên bề mặt quần áo. Quần áo sau khi được giặt sấy có sợi vải mềm hơn, giúp bạn dễ dàng ủi phẳng. Đặc biệt với một số loại quần áo bông, sử dụng máy giặt sấy sẽ giúp bông tơi hơn so với khi phơi ngoài trời. Dễ dàng sử dụng với nhiều tính năng, đặc biệt bạn có thể điều khiển máy giặt thông qua ứng dụng trên smartphone. Đây là một trong những dòng máy giặt hiện đại hàng đầu thế giới với tuổi thọ cao trên 10 năm. LG tuyên bố công nghệ giặt hơi nước độc quyền LG True Steam sẽ giúp LG Styler khử trùng 99,9% vi khuẩn có trên quần áo. Đặc biệt hai loại có hại cho sức khỏe là E. coli và S. epidermidis. Nước được đun sôi lên rồi thổi một cách đều đặn và mạnh mẽ làm khắp vùng giặt. Công nghệ tạo hơi nước sử dụng áp suất thẩm thấu tạo ra các hơi nước có kích thước nhỏ bằng 1/1600 sợi tóc được phun đều và liên tục trên quần áo. Tác động của hơi nước khiến từng sợi vải xốp mềm, giúp quần áo, chăn ga gối, đồ dùng trẻ em và nhiều món đồ khác khó giặt được làm sạch mà không cần đến hóa chất hay mất nhiều thời gian như việc giặt khô thông thường. LG Styler còn có thể loại bỏ các mùi hôi của khói thuốc, mùi thức ăn và mùi mồ hôi. Trong vòng 20 phút, trang phục của bạn sẽ được loại bỏ tất cả các mùi khó chịu, giúp sạch bụi và sẵn sàng mặc ngay. Công nghệ sấy bằng cách tái tạo nhiệt từ không khí nóng ẩm bên trong tủ giúp quần áo được làm khô ở nhiệt độ thấp, không làm hỏng quần áo hoặc co rút sợi vải, đồng thời tiết kiệm năng lượng. Tính năng Pantry Care cho phép người dùng chỉ cần treo quần âu lên móc, tủ sẽ tự xử lý các nếp nhăn, giữ nếp và lia quần phẳng phiu mà không cần bàn ủi. Công nghệ Smart ThinQ cho phép LG Styler kết nối với điện thoại thông minh qua Wi-Fi trên hai nền tảng Android và iOS để người dùng điều khiển từ xa, đồng thời có thể cập nhật các tính năng bằng cách tải thêm các chế độ chăm sóc mới cho máy. Và điều làm cho chiếc tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler đặc biệt này càng trở nên đặc biệt hơn, đó là tính năng hút ẩm trong căn phòng. Ngoài việc đảm bảo chức năng của một chiếc máy giặt, máy sấy, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler còn sở hữu thêm tính năng hút ẩm thông minh. Khi phòng ẩm ướt, bạn có thể kích hoạt tính năng hút ẩm và công suất 10 lít trên một ngày. Đây là điều mà chưa có nhà sản xuất nào làm được ngoài LG. Vâng, với những tiện ích và tính năng ưu việt mà tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler mang lại, chắc chắn rằng sản phẩm này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bạn và gia đình mình. Sản phẩm tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler với giá niêm yết 58.990.000 đồng đã được bày bán tại Bico với mức giá giảm 20% chỉ còn 46.990.000 đồng. Và ngoài ra, khi mua tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler, quý khách còn được tặng thêm một bộ tủ ga cao cấp Everon trị giá 2,3 triệu đồng. Vâng, và vừa rồi Đình Đạt đã cùng quý vị và các bạn khám phá xong đầy đủ các tính năng của chiếc tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler. Nếu quý vị và các bạn có thắc mắc gì thêm, vui lòng liên hệ hotline 1900 6699 hoặc truy cập website www.bico.vn. Siêu thị điện máy Bico xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.